Hello các bạn, chúc các bạn một ngày rực rỡ. Viettel vừa chính thức giới thiệu con chip 5G GFE do đội ngũ kỹ sư Viettel hoàn toàn làm chủ thiết kế. Chip được cho là có độ phức tạp tương đương chip Apple A7 với khả năng tính toán lên tới 1.000 tỷ phép tính trên giây. Trong khi thị trường thế giới chưa cung cấp chip 5G thương mại, việc Viettel thành công nghiên cứu chip 5G là cột mốc quan trọng để Việt Nam tiến sâu hơn nữa vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Viettel ra mắt chip 5G GFE. Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 VIIE 2023 tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC Hòa Lạc từ 28 tháng 10 đến 1 tháng 11, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã công bố nghiên cứu thành công chip 5G và trợ lý ảo AI. Báo VN Express dẫn thông tin cho biết, dòng chip 5G GFE thuộc hệ sinh thái sản phẩm 5G do đội ngũ kỹ sư của Viettel hoàn toàn làm chủ thiết kế. Con chip được xem là thành phần phức tạp nhất của hệ sinh thái 5G, đóng vai trò xử lý các thuật toán 5G GFE, điều khiển toàn bộ các hoạt động của 5G RRU, khối thu, chuyển tín hiệu, cũng như giao tiếp tốc độ cao với các khối xử lý 5G khác. Theo báo PLO, con chip 5G GFE của Viettel có mức độ phức tạp tương đương chip Apple A7, sở hữu năng lực tính toán lên tới 1.000 tỷ phép tính trên giây và được các đối tác uy tín như Synopsys đánh giá cao. Phía Viettel thông tin, việc làm chủ hoàn toàn các công đoạn thiết kế chip là bước tiến quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu khi mà thị trường thế giới chưa cung cấp sản phẩm chip 5G thương mại. Đây là tiền đề để Viettel có thể sản xuất các loại chip phục vụ nhiều lĩnh vực như AI, 6G, IoT trong tương lai, báo VN Express dẫn lời đại diện Viettel. Tại triển lãm, khách tham quan có thể trải nghiệm, tìm hiểu về hệ thống mạng 5G do Viettel xây dựng. Hệ thống hoạt động đồng bộ, tự chủ hoàn toàn về công nghệ, góp phần đảm bảo an ninh an toàn thông tin cho Việt Nam. Viettel đã áp dụng trong các thiết bị 5G nhiều công nghệ mới, đạt các tiêu chuẩn của thế giới. Thiết bị hiện được sử dụng tại 11 thị trường Viettel đầu tư với gần 200 triệu thuê bao, sẵn sàng hướng tới việc thương mại hóa 5G tại Việt Nam. Với công nghệ 5G, Viettel mang tới triển lãm chip 5G, thiết bị thu phát 5G GNB, 8T 8G, 32T 32R, trạm thu phát 5G GNB, thiết bị truyền dẫn sine router 100G, khối thu phát xử lý tín hiệu cao tần 5G. Theo báo SCGB, Viettel là đại diện đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới sở hữu năng lực sản xuất thiết bị mạng 5G vào năm 2019. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới, vừa là nhà khai thác mạng viễn thông, vừa nghiên cứu sản xuất thiết bị. Trợ lý ảo AI do Viettel phát triển có gì đặc biệt? Trong khuôn khổ sự kiện, Viettel còn trình diễn hai sản phẩm tiêu biểu trong hệ sinh thái AI của doanh nghiệp là trợ lý ảo pháp luật đang được sử dụng trong ngành tòa án và giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tự động, Viettel AI Video KYC. Theo đó, trợ lý ảo pháp luật có hệ thống tri thức pháp luật lớn, đáng tin cậy, được thiết kế riêng cho người Việt. Công cụ có thể xử lý lên đến 2.000 yêu cầu cùng lúc, có khả năng tăng năng suất lên đến 10.000 lần, qua đó giúp cắt giảm tối đa nhân sự và thời gian triển khai, giải đáp ngay lập tức 24/7 cho người dân và khách hàng. Trong khi đó, Viettel AI Video KYC thuộc dự án AI Human hỗ trợ xác minh khách hàng, giao tiếp bằng giọng nói và xử lý hình ảnh tự động. Với sản phẩm này, doanh nghiệp có thể tiết kiệm gần 60 tỷ đồng mỗi năm, tỷ lệ duyệt đơn hàng trên bot ước đạt 90%, cho phép xử lý hàng trăm nghìn cuộc gọi video call mỗi tháng, hoạt động suốt 24/7. Viettel được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong về hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đang sở hữu 116 bằng độc quyền sáng chế trong nước, 29 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ. Viettel nộp thuế khủng. Viettel là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ lớn nhất với gần 102.000 tỷ đồng giai đoạn 2020-2022. Hồi tháng 8, Grand Finance tiếp tục ghi nhận Viettel là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, cũng là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Đông Nam Á với giá gần 9 tỷ USD. Viettel nộp thuế gần 102.000 tỷ đồng trong 3 năm. Ngày 20 tháng 10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu. Hội nghị nhằm ghi nhận những nỗ lực vượt khó và có đóng góp vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022. Tại đây, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel được vinh danh là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ lớn nhất với gần 102.000 tỷ đồng. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết,
Giai đoạn 2020-2022 là khoảng thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 kéo dài, thị trường trong nước và xuất khẩu bị thu hẹp, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dịch bệnh và những khó khăn mà nó mang lại đã khiến các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức từ hậu quả của đại dịch, của tình hình xung đột Nga-Ukraine, sự khủng hoảng và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực và khẳng định được năng lực, thương hiệu của mình qua việc đóng góp thuế ổn định và tăng cao hơn thời kỳ trước. Vượt qua những yếu tố từ bên ngoài trong giai đoạn này, Viettel đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, chuyển dịch thành công từ một doanh nghiệp viễn thông thuần túy, telco, thành một nhà cung cấp dịch vụ số, techco. Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã hình thành 6 lĩnh vực nền tảng của xã hội số, bao gồm hạ tầng số, giải pháp số, tài chính số, nội dung số, an ninh mạng và sản xuất công nghệ cao. Viettel vững vàng ngôi vương về giá trị thương hiệu. Qua thông điệp Technology with Heart, công nghệ từ trái tim, Viettel mong muốn sử dụng công nghệ và năng lực cốt lõi để giải quyết các vấn đề của xã hội, cải thiện cuộc sống con người, thúc đẩy phát triển bền vững. Với tầm nhìn sáng tạo vì con người, trong năm 2022, Viettel đã chia sẻ hơn 380 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Vừa qua, Viettel đã hoàn thành chương trình học bổng 10 năm vì em hiếu học. Trải qua 10 năm thực hiện chương trình 2014-2023, tập đoàn đã trao tặng 230.000 suất học bổng với tổng giá trị 290 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên khắp cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, Viettel được ghi nhận là doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng của ngành thông tin và truyền thông, đạt doanh thu 81.000 tỷ đồng, lợi nhuận 24.100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 21.600 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2023, Brand Finance đã công bố danh sách top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam với giá gần 9 tỷ USD. Viettel tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, cũng là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Đông Nam Á. Giá trị thương hiệu của Viettel chiếm gần 36% tổng giá trị 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, 25,1 tỷ USD. Kể từ khi Brand Finance công bố thống kê giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp tại Việt Nam, giá trị thương hiệu Viettel liên tục tăng trưởng, giữ vững ngôi vương trên bảng xếp hạng này. Viettel thử nghiệm thành công mạng riêng 5G tại Việt Nam cho đối tác của Apple. Nhà máy Pegatron, đối tác sản xuất linh kiện iPhone của Apple tại Hải Phòng, trở thành nhà máy thông minh đầu tiên dùng mạng 5G ở Việt Nam. Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Viettel vừa công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G dùng riêng, 5G Private Mobile Network, 5G PMN cho nhà máy Pegatron, khu công nghiệp Tipsy Hải Phòng 2. Viettel 5G Private Mobile Network sẽ giúp Pegatron giảm chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, sự kiện thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng cũng khẳng định Việt Nam đang đồng hành với thế giới trong xu hướng công nghệ tiên tiến nhất. Thử nghiệm thành công mạng riêng 5G Viettel tại Pegatron Hải Phòng. Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel công bố thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng, 5G Private Mobile Network, 5G PMN cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng. Đây là nhà máy thông minh đầu tiên tại Việt Nam được tự động hóa dựa trên kết nối của dịch vụ di động 5G với ưu thế tốc độ cao, độ trễ thấp, hỗ trợ nhiều kết nối. Tại buổi công bố thử nghiệm thành công này, phía Pegatron cho biết đây cũng là nhà máy nước ngoài đầu tiên của công ty sử dụng mạng 5G riêng. Như đã biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Pegatron Việt Nam, đơn vị thuộc tập đoàn Pegatron, là nhà cung cấp linh kiện phụ trợ điện tử chính cho Apple cùng với Foxconn và Wistron Corp. Cần lưu ý rằng Pegatron hiện còn là một trong ba nhà sản xuất iPhone lớn nhất tại Trung Quốc và Ấn Độ. Ông CY Feng, đại diện Pegatron phát biểu cho hay, ứng dụng 5G Private Mobile Network vào dây chuyền sản xuất đang là xu hướng mới của thế giới. Chúng tôi tiên phong đưa công nghệ này vào dây chuyền tại Việt Nam để tăng hiệu năng, hướng tới quy trình hiện đại và chuyên nghiệp, lãnh đạo Pegatron nhấn mạnh. Đối tác của Apple cũng khẳng định Viettel là đối tác chiến lược của Pegatron. Chúng tôi tin tưởng vào công nghệ mà Viettel có thể đáp ứng cho nhà máy thông minh, ông CY Feng bày tỏ. Việt Nam đang đồng hành cùng xu hướng công nghệ tiên tiến thế giới. Mạng riêng 5G, 5G PMN là mạng di động dùng riêng, cung cấp dịch vụ kết nối cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thiết bị chuyên dụng hoặc máy móc cần kết nối thời gian thực. Xu thế mới của thế giới này dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 51,2%. Viettel 5G Private Mobile Network sẽ giúp Pegatron giảm chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận, đồng thời có thể kiểm soát tốt các quy trình nhờ thu thập thông tin, dữ liệu chi tiết theo thời gian thực, cải thiện môi trường làm việc, giảm tai nạn lao động. Sau giai đoạn thử nghiệm, Viettel cho biết trong giai đoạn thứ nhất hợp tác cùng Pegatron,
tập đoàn này sẽ cung cấp mạng riêng 5G cho 5 ứng dụng và dự kiến cuối năm 2023 cung cấp mạng riêng 5G cho hàng nghìn thiết bị tại nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử Hải Phòng. Trong đó bao gồm ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường cho cuộc gọi video trên Public Cloud, điện toán đám mây công cộng, ứng dụng cho dây chuyền sản xuất Assembly Station, quản lý hoạt động kiểm thử sản phẩm, giám sát trực tiếp quá trình sản xuất. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cũng cho biết 5G Private Mobile Network là một xu thế phát triển đang phát triển nhanh trên thế giới, đặc biệt hiệu quả đối với các doanh nghiệp có nhà máy, kho tàng, bến cảng, sân bay vốn đòi hỏi khả năng kết nối an toàn, tin cậy mà Wi-Fi chưa đáp ứng được. Sự kiện thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng khẳng định Việt Nam đang đồng hành với thế giới trong xu hướng công nghệ tiên tiến nhất, ông Đào Xuân Vũ bày tỏ. Theo ông Hà Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, trước đây một số đơn vị đã sử dụng mạng riêng cho nhà máy thông minh qua Wi-Fi. Tuy nhiên, phương thức này có nhược điểm lớn như khả năng di động thấp, vùng phủ không đảm bảo, dung lượng và số thiết bị được hỗ trợ thấp, bảo mật kém. Những vấn đề này có thể được khắc phục bằng mạng riêng 5G. Đại diện Viettel cho biết, trong thử nghiệm tại nhà máy Pegatron Hải Phòng, mạng 5G có độ phủ đạt 99%, độ trễ dưới 1 mili giây, có thể ứng dụng tốt trong xe tự hành, robot sản xuất, tương tác AR, trong khi mạng Wi-Fi có độ trễ khoảng 4 mili giây và độ phủ chỉ đạt 65%. Khi triển khai trên một tầng của nhà máy rộng 250.000 m², chi phí cho kết nối 5G thấp hơn 22% so với mạng riêng Wi-Fi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye!